On revient tous les 5 ans pour voir les sœurs. Parce qu'on a pris l'habitude, en fait, ma famille adoptive a pris l'habitude de toujours revenir tous les 5 ans pour ne pas perdre le lien. C'est la 6e fois que je reviens au Vietnam et c'est la première fois que je reviens sans mes parents adoptifs. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire. J'ai vécu ici jusqu'à mes 18 mois et comme je suis revenue assez régulièrement pour venir adopter mon frère et après tous les 5 ans, donc on revenait, c'est une partie de mon histoire et une partie de moi. Donc, je ne suis pas vietnamienne, mais j'ai une partie de mes racines qui est attachée profondément à ce pays. Đây là chị Kim Hoa Cu Que, sinh năm 1993, người Pháp gốc Việt. Còn đây là tấm ảnh mà chị cất giữ cẩn thận hàng chục năm nay. Và chị Kim tin rằng đứa bé nhỏ nhất đang được người đàn ông bế trên tay chính là chị lúc nhỏ. Những gì chị biết về nguồn gốc của mình chỉ đơn giản là được sinh ra tại Việt Nam. Còn việc ai sinh ra chị thì vẫn là một câu hỏi không lời giải đáp sau 30 năm dài rời xa quê hương. Chị Kim từ khi sinh ra đã được các sơ ở nhà nuôi trẻ mầm non 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhận nuôi và chăm sóc chu đáo. Vào năm 1994, chị Kim được một cặp vợ chồng Pháp tốt bụng nhận nuôi và rồi chị bắt đầu một cuộc đời mới tại đất nước Pháp. Đã rất nhiều lần trở về thăm Việt Nam để khám phá đất nước nguồn cội của mình. Nhưng khác với những lần trước, lần này về, chị còn mang theo một ý định đặc biệt hơn, đó là tìm lại được cha mẹ, gia đình ruột thịt của mình. Chị Kim đã cùng chồng, cha mẹ chồng và hai con 6 tuổi và 4 tuổi tìm gặp lại các sơ ở nhà nuôi trẻ mầm non 6, quận Bình Thạnh năm xưa để bắt đầu hành trình tìm ra nguồn cội. Alors pourquoi? Parce que c'est sur la photo, donc on voit mes deux parents adoptifs, donc Michel et Marie-France, moi qui suis au milieu et je suis entourée du coup des deux personnes qui m'ont permis en fait d'être adoptée par cette super famille, donc sœur Elisabeth et sœur Cécile. Et cette photo, en fait, elle est très importante pour moi parce que c'est le jour où je suis repartie en France, où mes parents ont eu l'autorisation, en fait, de me ramener. Parce que ça a été un très long parcours d'adoption pour eux. Et donc voilà, c'était le dernier jour où tout le monde s'est réuni pour prendre cette photo. Je suis devenue maman il y a 6 ans maintenant. Et ça m'a donné envie de retrouver une partie de moi. En me disant que là aujourd'hui j'ai 32 ans et que plus tard, le faire plus tard, ça serait peut-être trop tard. Donc là je pense qu'il est, c'est vraiment le bon moment. Mais pas. Mais, alors le petit de 4 ans, il ne comprend pas tout. Ah ok. Mais ma grande de 6 ans, elle était très curieuse et très pressée de venir voir les sœurs, l'environnement dans lequel j'ai été adoptée. Elle était très curieuse. Theo những giấy tờ nhận nuôi được ông bà Martin Michel gìn giữ, chị Kim có tên khai sinh là Nguyễn Thị Kim Hòa, sinh ngày 11 tháng 1 năm 1993. Cha ruột của Kim Hòa tên Nguyễn Văn Bang và mẹ là Thân Thị Nga, không rõ địa chỉ. Tuy nhiên, trong hồ sơ tiếng Pháp tìm được có đề cập đến quê quán Kim Hòa ở Phước Vinh. Cha mẹ nuôi chị Kim có giữ một bức ảnh cũ kỹ chụp đại gia đình 9 người, gồm cha mẹ và 7 người con. Dù không tận tường về nguồn gốc của bức ảnh, nhưng cô gái Pháp cho biết khả năng cao chính là cha mẹ, anh chị em ruột của mình và cô bé được bồng trên tay chính là Kim Hòa năm nào. Je suis émue, j'aimerais savoir si c'est ma famille dessus vraiment. Irène, donc la personne qui a aidé l'adoption, a donné cette photo là à mes parents adoptifs, mais sans certitude en fait que ça soit vraiment moi dessus. Donc c'est vrai que c'est une part de mystère qui entoure cette photo, qui entoure aussi mon adoption, parce que je ne sais pas vraiment d'où je viens. Donc oui, il y a une part d'ombre et c'est compliqué d'avancer dans la vie sans connaître en fait d'où on vient, tout simplement. Chồng và cha mẹ chồng chị Kim cũng đi cùng chị về Việt Nam lần này. Anh Etienne Gouguet cho biết anh hết lòng ủng hộ vợ trên hành trình tìm lại gốc gác của mình. Anh hy vọng phép màu sẽ đến với vợ trên hành trình này và nếu một ngày Kim thực sự tìm gặp cha mẹ ruột, anh sẽ rất hạnh phúc. I absolutely support her in looking for biological parents because I think it's their her roots and it's so important to know where do you come from to go. As a Vietnamese, she
She told me everything about her country. So to me, Vietnam is not only a far, far away country, but it's also her country. So it's a special country for me. And as we married, it's also my second country, maybe. I feel special here. Not as my country, but I feel special here. Je trouve que c'est son droit, c'est son droit. Mais nous ne sommes pas ses parents adoptifs. Nous sommes les parents de son mari. J'ai dit que c'était son histoire. Elle avait besoin de rechercher, de retrouver son histoire et qu'elle était très attachée à son pays, le voyage que l'on a fait. Chị Kim cho biết hiện mình đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng và các con ở Lê Bê Nhong, thuộc miền Tây nước Pháp, với công việc tại công ty gia đình. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chị biết ơn cha mẹ nuôi vì đã yêu thương chị bằng tất cả những tình yêu mà họ có, cho chị những điều kiện tốt nhất để phát triển và cũng bồi đắp thêm trong trái tim chị tình yêu quê hương nguồn cội Việt Nam của mình. Nhưng sẽ trọn vẹn và hạnh phúc hơn khi chị tìm thấy được mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời là tìm gặp được cha mẹ ruột. Je pense que je leur dirais que j'ai compris leur décision. Parce que si c'est moi sur cette photo, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants, que la famille est sans doute pauvre, que ça faisait beaucoup de bouches à nourrir. Et que finalement, me faire adopter a été peut-être la chance de ma vie. Parce que j'ai eu une très belle enfance, j'ai eu une famille adoptive très aimante. Et une famille en plus qui m'a toujours attachée à mes origines, donc ça c'était très important. Et donc je pense que le jour où ils ont décidé de me faire adopter et de m'abandonner, finalement ça a été peut-être la meilleure décision pour moi. Et bah, je voudrais quand même les remercier, savoir qui ils sont. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître. En français, ça serait l'apothéose. Le bonheur total, ça serait génial. Ouais.